quá. Giờ cái gì sống luôn chứ, anh cần biết rồi đấy, thì anh chở đem luôn không nha. Rồi bỏ gì? Cắt liền. Cái này chị gói là mình để xe tải mình chuyển qua giữa lớn chị. Cho ta đi. Dạ. Đi chợ nè. Đã là cho ta đi. Này gói đó là kem lớn. Nhất rồi qua bên kia là nhỏ. Nhất vẫn hiếm. Hả? Nhất vẫn hiếm chị. Ừ, nhất có mấy cái. Gói này thì êm hay chị, nó không có bị dập gai. Thank you.
chợ mà trái bự bự không ha, này cũng lớn hay chợ cân chợ hả, trái này hết thế cái trái rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.